Theo ghi nhận ung thư năm 2018, ung thư tuyến giáp đứng thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam với hơn 5.400 ca mắc mới. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Do đó, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư tuyến giáp có vai trò quyết định hiệu quả điều trị. Những năm gần đây, số lượng người bệnh đến khám tuyến giáp tại bệnh viện ca ngày càng tăng. Đây là ung thư tuyến nội tiết chiếm nhiều nhất với tỷ lệ 92-95%, thường gặp ở nữ giới nhiều hơn ở nam giới. Ngoài yếu tố môi trường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung, thì có hai nguyên nhân khiến chúng ta ngày càng phát hiện nhiều người mắc ung thư tuyến giáp. Do nhận thức của người dân, thứ nhất là ý thức người dân họ đã cao hơn, nên khi mà họ chỉ tình cờ đi khám vào khoa khám định kỳ hoặc là cảm thấy có những triệu chứng rất dễ dàng như cảm thấy nốt khó, họ đi khám kiểm tra ngay và đã đến viện ca thì làm cho gia tăng cái tỷ lệ đấy. Nguyên thứ hai là tất cả các phương tiện chẩn đoán bây giờ triển khai tại bệnh viện ca và phòng khám về tuyến giáp, đặc biệt là siêu âm nó áp dụng một cách rất dễ dàng, có hiệu quả với điều trị chẩn đoán ung thư rất cao. Thời gian qua, bệnh viện ca đã triển khai các gói khám tầm soát ung thư thường gặp, trong đó có ung thư tuyến giáp. Rất nhiều người đã chủ động đến khám tại bệnh viện khi chưa có biểu hiện gì của bệnh. Tầm soát ung thư tại bệnh viện ca, đầu tiên bác sĩ sẽ khám và tư vấn cho người bệnh. Chúng ta phải hiểu nó là một cái tuyến nội tiết, cho nên là trước tiên là chúng ta phải kiểm tra xem là cái tuyến nội tiết đó nó có bị ảnh hưởng không, có bị rối loạn không bằng một cái xét nghiệm rất đơn giản thôi là xét nghiệm về chức năng của nó. Đấy, thì có một cái xét nghiệm máu. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành siêu âm tuyến giáp. Thế thì siêu âm xong tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy rằng là tuyến giáp nó có kích thước có bình thường hay không, rồi là có những cái vấn đề gì như là u thì thường thường nó có hai loại, một cái loại u đặc và một cái loại u nang. Thế thì tuyến giáp nó có hai thùy và một cái eo ấy, thì thường thường là các bác sĩ siêu âm sẽ siêu âm rất kỹ là cả hai thùy và nang giáp và sẽ mô tả cho chúng ta. Nếu bác sĩ khám xong cho chỉ định làm siêu âm mà sau đó bác sĩ trả lời là một cái nang lành tính hoặc là một cái nhân giáp nhưng mà không nghĩ đến ác tính thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên là sau khi siêu âm xong mà thấy là tuyến giáp 3 hay 4 hay 5 mà nghi ngờ thì bác sĩ có thể cho làm thêm một cái xét nghiệm nữa, đó là chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Đấy. Thế người ta viết tắt từ đầu tiếng Anh nó là FNA. Đấy, thì là qua đó thì bác sĩ sẽ dùng cái kim như kim tiêm nhỏ chọc vào cái khối u đó. Và nếu mà kích thước u nhỏ ấy, thì người ta phải dùng siêu âm để người ta hướng dẫn cái đầu đi của cái kim đó để cho nó chính xác vào cái vùng nghi ngờ nhất để người ta lấy được cái tế bào ra để mà người ta xem. Và cũng có cái sự đánh giá theo cái tiêu chuẩn để mà xác định xem là cái tế bào đó là có nghi ngờ là ác tính hay không. Các chuyên gia bệnh viện ca khuyến cáo với những người chưa có dấu hiệu của bệnh thì vẫn nên đi khám tầm soát ung thư tuyến giáp một năm một lần. Đối với những bệnh nhân mà đã có cái tiền sử đi khám và có những cái khối u ở vùng tuyến giáp rồi thì tùy theo cái mức độ nguy cơ thấp hay là nguy cơ cao, bác sĩ khám cho bạn sẽ trực tiếp sẽ khuyên bạn nên có cái khám định kỳ 3 tháng hay 6 tháng hay lâu hơn. Nhiều người bệnh đã đến khám ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp tự điều trị tại nhà hay chần chừ chưa điều trị, khiến bệnh trở nặng, việc điều trị trở nên tốn kém và khó khăn hơn rất nhiều. Khi đã chẩn đoán bệnh rồi, nhưng bệnh nhân lại không đến các cơ sở y tế và chuyên khoa hay là cần đến tư vấn các bác sĩ về chuyên khoa về tuyến giáp, mà bệnh nhân lại tự ý ở nhà sử dụng như là đắp lá, đắp thuốc nam này, hoặc dùng các phương pháp khác mà không đến điều trị ngay. Đến khi bệnh nhân quay lại viện khám thì quá giai đoạn điều trị diệt căn rồi. Cũng rất tiếc, đáng tiếc những trường hợp như vậy. Với thủ tục đăng ký khám nhanh chóng, thuận tiện, khám cả ngày thứ bảy với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, chắc chắn bệnh viện ca sẽ là địa chỉ tin cậy để bạn lựa chọn khám tầm soát ung thư tuyến giáp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh 1900 886684. Bệnh viện ca trao hy vọng, nhận niềm tin.